Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 4 tháng 6 bật tăng mạnh trở lại trên thị trường thế giới và trong nước. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giữa tháng 7 năm 2024 tăng 152 USD trên tấn với mức tăng là 3,69%, lên mức giao dịch là 4.272 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giữa tháng 9 năm 2024, giá cà phê tăng 123 USD trên tấn với mức tăng là 3,09%, lên mức giao dịch là 4.110 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giữa tháng 7 và tháng 9 trên sàn London tương đương với mức giá là 107.900 đồng và 103.800 đồng một kg. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Cùng đà tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giữa tháng 7 năm 2024, giá cà phê tăng 4,2 cent trên bao với mức tăng là 1,89%, lên mức giao dịch là 226,55 cent trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 9, giá cà phê tăng 4,25 sen, lên mức là 225,5 sen trên bao. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê phiên đầu tuần bật tăng mạnh, lấy lại những gì đã mất trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Giá cà phê hôm thứ Hai tăng cao, trong đó cà phê Robusta tăng mạnh. Việc chỉ số đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào ngày thứ Hai là yếu tố thúc đẩy giá hầu hết các loại hàng hóa, bao gồm cả cà phê. Giá cà phê tiếp tục được hỗ trợ bởi lo ngại về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil và Việt Nam gây ra thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng toàn cầu. Ngày 22 tháng 5, thương nhân cà phê Von Cà Phê cho biết vụ cà phê Robusta niên vụ năm 2024-2025 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong 13 năm do lượng mưa kém ở Việt Nam gây ra tình trạng thiệt hại không thể khắc phục cho hoa cà phê. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, ở các địa phương, giá cà phê điều chỉnh tăng mạnh với mức tăng là 3.200 đồng đến 3.300 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua quanh mức là 122.300 đồng tới 123.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận quanh mức là 122.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 122.300 đồng và 122.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga sáng nay ghi nhận quanh mức là 123.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 123.200 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 123.300 đồng và 123.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, sáng nay ghi nhận quanh mức là 123.200 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prông và huyện Chư Sê, giá cà phê là 123.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay thu mua với mức giá là 123.400 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 123.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay ghi nhận quanh mức là 123.200 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây ghi nhận quanh mức 123.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai sáng nay ghi nhận quanh mức là 123.300 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương ghi nhận quanh mức là 123.500 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức là 123.600 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 123.400 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay trên kênh Phunu TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ.